Bà Trâm rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị khán giả trong video mới nhất của tin Hot 247. Thưa quý vị, cách đây 70 năm, ở giai đoạn cuối của Thế chiến 2, những máy bay chiến đấu Me-262 của phát xít Đức đã gây bất ngờ lớn cho Hồng quân Liên Xô và phe đồng minh. Ưu thế về tốc độ bay, khả năng bay cao của máy bay này đã vượt xa các dòng máy bay cánh quạt sử dụng động cơ đốt trong cùng thời. Chính vì ưu thế của máy bay phản lực trong chiến đấu mà hàng loạt các quốc gia trên thế giới đã bước vào cuộc đua phát triển dòng máy bay loại này và tạo ra bước chuyển của nhân loại sang thời kỳ của động cơ phản lực và vẫn tiếp tục được duy trì tới thời điểm hiện tại. Dưới đây là 4 trong rất nhiều dòng máy bay phản lực quân sự thế hệ đầu tiên đánh dấu bước chuyển to lớn của nhân loại này. Hãy cùng xem đó là những gương mặt nào nhé! Xin lưu ý đến quý vị, số thứ tự của các máy bay phản lực sau đây không mang tính chất xếp hạng. Đứng ở vị trí thứ nhất, máy bay chiến đấu phản lực đầu tiên trên thế giới Me-262 của Đức. Ngay từ năm 1939, hai hãng sản xuất máy bay lớn nhất nước Đức là Messerschmitt và Heinkel đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo các loại máy bay chiến đấu dùng động cơ phản lực. Messerschmitt tập trung vào việc chế tạo máy bay tiêm kích gắn hai động cơ phản lực. Chỉ có điều động cơ phản lực Thiếp BMW 003 quá yếu, không thích hợp với máy bay chiến đấu phản lực. Những ý tưởng về tạo dáng khí động học cho Me-262 xuất hiện vào đầu năm 1941 và mẫu máy bay chiến đấu phản lực thử nghiệm đầu tiên được chế tạo một cách thủ công. Lúc đầu chiếc máy bay thử nghiệm này được lắp động cơ cánh quạt. Hồi đầu năm 1942, hai động cơ BMW 003 được lắp vào cánh máy bay và chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiếc Me-262 đầu tiên do phi công Fritz Wendell điều khiển đã thiếu chút nữa trở thành thảm họa. Trong chuyến bay thử nghiệm vào ngày 25 tháng 3 năm 1942, hai động cơ BMW 003 ngừng hoạt động khi chiếc Me-262 đạt được độ cao 10m ở cuối đường băng. Nhờ có một động cơ cánh quạt dự phòng, phi công thử nghiệm Wendell mới điều khiển được chiếc Me-262 hạ cánh an toàn. Sau đó, Me-262 phải sử dụng động cơ phản lực Zumo 004 có công suất mạnh hơn. Hai chiếc Me-262 thử nghiệm đầu tiên được lắp động cơ này và mãi đến chiếc thứ ba thì phi công thử nghiệm Fritz Wendell mới thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên trên một chiến đấu cơ phản lực. Tuy động cơ phản lực chưa hoàn thiện, nhưng Me-262 có tính năng hoàn toàn áp đảo so với các loại máy bay của đồng minh thời đó là Spitfire và Panamert Mustang. Các phi công dày dặn kinh nghiệm trận mạc cho rằng một chiếc Me-262 có thể thay thế 5 máy bay tiêm kích thông dụng hồi cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chính quốc trưởng Hitler đã ngăn cản việc đưa vào tham chiến chiếc máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên trên thế giới Me-262 khi hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống pháo phòng không thường tỏ ra vô dụng. Mãi đến cuối năm 1943, khi máy bay đồng minh ném bom Berlin và Hamburg, chiếc máy bay thử nghiệm Me-262 thứ 5 mới được trình lên quốc trưởng Hitler. Thế nhưng Hitler lại không nhận ra những mặt mạnh của máy bay tiêm kích phản lực và ra lệnh cải tạo Me-262 thành máy bay ném bom tốc độ cao. Đây là những quyết định sai lầm thường gặp ở Hitler. Vấn đề lớn nhất của không quân Đức hồi cuối năm 1943 là thiếu máy bay đánh chặn những phi đội máy bay ném bom ngày càng đông đảo của quân đồng minh, liên tiếp ném bom các thành phố Đức cùng các cơ sở công nghiệp quốc phòng sản xuất máy bay chiến đấu xe tăng. Để đối phó, Hitler ưu tiên việc gia cố công sự, tăng cường hỏa lực pháo phòng không và tiến hành các cuộc tấn công chảo đũa nước Anh bằng V-1 và tên lửa V-2. Chính vì vậy mà cuối năm 1943, chiếc Me-262 đã bị biến thành máy bay ném bom hạng nhẹ, trong khi HE-177 bị biến thành máy bay ném bom tầm xa, một dự án không thành hiện thực trước khi quân Đức phải đầu hàng đồng minh. Mãi đến tháng 11 năm 1944, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Albert Speer mới thuyết phục được Hitler sử dụng Me-262 làm máy bay đánh chặn. Chỉ 5 ngày sau đó, Me-262 đã hoàn toàn áp đảo các loại máy bay tiêm kích của Mỹ và Anh về tốc độ, hỏa lực. Thế nhưng Hitler vẫn không tin tưởng loại máy bay chiến đấu phản lực Me-262 có tốc độ 1.000 km/h từng được thử lửa thành công và ra lệnh tập trung nghiên cứu chế tạo loại máy bay cánh quạt TA-152. Hồi cuối năm 1945, chỉ có mấy chục chiếc TA-152 được tung vào chiến trường, trong khi hơn 1.000 chiếc Me-262 đã thực chiến rất hiệu quả. Chỉ có điều khi đó không quân Đức bị thua xa đồng minh về số lượng máy bay. Ưu thế trên không đã giúp các máy bay ném bom phá hủy hơn 700 máy bay phản lực Me-262, chủ yếu đang đậu trên mặt đất. Với số lượng máy bay áp đảo tuyệt đối, không quân đồng minh đã hoàn toàn làm chủ bầu trời hồi đầu năm 1945. Giống như tàu ngầm Type 21, Me-262 được tung ra chiến trường quá muộn khi mà các máy bay ném bom của đồng minh đã thả sức ném bom Berlin, Hamburg và các nhà máy quân sự của Đức Quốc xã. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, máy bay Messerschmitt Me-262, một trong những vũ khí thần kỳ của Đức Quốc xã, đã trở thành chiến lợi phẩm của quân đội Mỹ. Hiện thời, một chiếc máy bay tiêm kích phản lực đánh đêm Me-262 được trang bị radar vẫn còn được trưng bày ở một sân bay của Hải quân Mỹ tại bang Washington. Dù không đảo ngược được cục diện chiến tranh,
nhưng ME-262 vẫn được lịch sử công nhận là loại máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên trên thế giới, khởi đầu cho những thế hệ máy bay chiến đấu phản lực sau này. Tiếp theo ở vị trí thứ hai đó là máy bay MiG-9 của Liên Xô. Nhận thức ưu thế của động cơ phản lực, ngay sau Thế chiến thứ hai, Liên Xô cũng nhanh chóng bắt tay vào phát triển máy bay chiến đấu phản lực mới. Kết quả của quá trình này là chuyến bay đầu tiên của máy bay MiG-9 vào ngày 24 tháng 4 năm 1946. Tốc độ bay của chiếc MiG-9 cũng đạt ngưỡng tiệm cận tường âm thanh, khoảng 910 km/h. Trần bay đạt 13,5 km và tầm hoạt động 800 km. Hỏa lực của MiG-9 là sự kết hợp của một pháo 37 ly và hai pháo 23 ly. Máy bay MiG-9 được Liên Xô sản xuất trong giai đoạn 1946-1948 và được thay thế bằng máy bay MiG-15 tiên tiến hơn ở giai đoạn sau đó. Với những kinh nghiệm tích lũy được từ Thế chiến thứ hai áp dụng trong quá trình chế tạo, chiếc MiG-9 được phi công đánh giá cao ở độ tin cậy. Tuy nhiên có điểm đáng chú ý là ở giai đoạn mới trang bị, nhiều phi công sợ bay trên MiG-9 do hình dáng kỳ lạ của máy bay cũng như thiếu đội ngũ kỹ thuật viên đảm bảo cho máy bay phản lực. Điều này chỉ được khắc phục khi Liên Xô điều động các kỹ sư chế tạo máy bay MiG-9 về các đơn vị không quân để nâng cao chất lượng hậu cần và bảo dưỡng. Tiếp theo, vị trí thứ 3 đó là sao băng F-80 của Mỹ. Với thời gian 5 tháng thì chúng ta sẽ làm được những gì? Nếu vẫn đang ở tuổi cắp sách đến trường thì chắc nhiều người đã kết thúc một học kỳ của mình. Còn nếu là người đi làm thì họ đang chuẩn bị đón nhận lương tháng thứ 5 của mình. Trong khi đó, với thời gian gần 5 tháng hay chính xác là 143 ngày, một chuyên gia thiết kế đã sáng tạo ra một chiếc máy bay phản lực chiến đấu. Đó là câu chuyện về chiếc máy bay phản lực tiêm kích đầu tiên của Không quân Hoa Kỳ, P-80 Shooting Star. Lockheed P-80 Shooting Star là kiểu máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên đưa vào hoạt động trong không lực lục quân Hoa Kỳ và là một trong những máy bay phản lực chiến đấu đầu tiên thành công trên thế giới. Nó đánh dấu sự khởi đầu của thời đại phản lực trong không quân Mỹ và không quân các nước khác. Nhóm thiết kế của Lockheed gồm 28 kỹ sư hàng không dưới sự lãnh đạo của nhà thiết kế huyền thoại Clarence Cowley Johnson, là một phong cách làm việc theo nhóm độc đáo có tên gọi là Skunkworks. Trong thập niên kế tiếp, sẽ sản xuất ra một loạt các máy bay có tính năng cao như F-104 Starfighter, Lockheed U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk và F-22 Raptor. Chiếc P-80 nguyên mẫu đầu tiên số hiệu 4483020 có tên lóng là Lulu Belle, hay còn được gọi là Green Hornet, do nước sơn màu xanh lá, bay lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 1 năm 1944 do phi công thử nghiệm Tony Levier điều khiển. Điều đặc biệt là nguyên mẫu này được thiết kế chỉ trong vòng 143 ngày sau khi kế hoạch bắt đầu và hoàn tất sớm hơn trước thời hạn 37 ngày. Sau chuyến bay đầu tiên, Clarence Wilson đã nói: "Đây là một cuộc trình diễn vĩ đại, máy bay của chúng ta là một thành công hoàn toàn vì nó vượt được qua những ưu thế tạm thời của người Đức có được sau nhiều năm phát triển sơ thảo những máy bay phản lực." Chiếc Lockheed P-80 Shooting Star là kiểu máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên đưa vào hoạt động trong không lực lục quân Hoa Kỳ và dưới tên gọi F-80 tham gia hoạt động chiến đấu rộng rãi tại Triều Tiên với không quân Hoa Kỳ. Là một trong những máy bay phản lực chiến đấu đầu tiên thành công trên thế giới, nó đánh dấu sự khởi đầu của thời đại phản lực trong không quân Mỹ và không quân các nước khác. Một trong các vai trò tạo nên danh tiếng là trong việc huấn luyện một thế hệ các phi công mới, đặc biệt là trong kiểu máy bay huấn luyện T-33 Shooting Star được phát triển dựa trên nó. Cuối cùng là máy bay Gloster Meteor của Anh. Dù ME-262 của Đức là dòng máy bay phản lực đầu tiên tham chiến, nhưng máy bay Gloster Meteor mới là dòng máy bay phản lực được thử nghiệm đầu tiên. Gloster Meteor trở thành máy bay chiến đấu chạy bằng phản lực đầu tiên của Anh. Nó đi vào hoạt động trong những năm cuối của Thế chiến thứ hai và bị hạn chế đưa ra chiến trường trong các cuộc xung đột, mặc dù nó chưa bao giờ đối đầu với bất kỳ dự án máy bay phản lực nào của Đức đang được đưa vào sử dụng cùng thời điểm. Meteor đã chứng minh một sự bổ sung vô giá cho RAF và phục vụ một cách đáng tự hào trong suốt những năm đầu của chiến tranh lạnh. Thiết kế của chiếc máy bay này do George Carter đảm nhiệm. Công việc bắt đầu từ năm 1940 với công nghệ tuabin phản lực vẫn còn sơ khai. Trên thực tế, Anh và Đức đã đi đầu trong việc phát triển công nghệ, mặc dù các quốc gia khác cũng đang nghiên cứu xác suất của máy bay chiến đấu chạy bằng phản lực vào cuối thập kỷ này. Công ty máy bay Gloster đã đạt được một số thành công với nỗ lực chạy bằng máy bay phản lực Gloster E-2839 của họ với một hợp đồng của Bộ Hàng không, đảm bảo sự phát triển Meteor thông qua đặc điểm kỹ thuật F9/40, gọi là một máy bay đánh chặn một chỗ ngồi chạy bằng phản lực. Một thiết kế động cơ đôi với phần đuôi cao đã được lựa chọn. Quyết định trước đây gần như là một điều cần thiết khi xét đến công suất đầu ra thấp của các máy bay phản lực cánh quạt đời đầu. Cánh máy bay đuôi cao cũng đóng vai trò chức năng giữ cho các máy bay đuôi ngang nằm ngoài tầm với của ống xả động cơ. Kết quả của thiết kế này là một chiếc máy bay một chỗ ngồi hoàn toàn bằng kim loại, máy bay cánh thẳng có động cơ phản lực trên mỗi hệ thống cánh. Các cánh được gắn thấp trên thân máy bay cùng với động cơ. Vị trí buông lái được phân bổ cho phần phía trước của thân máy bay với tầm nhìn tốt ra toàn cảnh với vòng kính có khung nhẹ. Nhìn chung, chiếc máy bay này có một cái nhìn bên ngoài rất hấp dẫn,
chắc chắn dẫn đầu về mặt thiết kế khi so sánh với đối tác Đức, chiếc Messerschmitt Me 262. Thiết kế của Anh ban đầu được đặt tên là Thunderbolt, nhưng Republic P47 Thunderbolt đã được gắn với cái tên hùng vĩ này. Do đó, tên của Meteo đã được chọn làm tên gọi chính thức của máy bay mới. Về vũ khí trang bị, máy bay này được trang bị một khẩu pháo Hispano 4x20mm tiêu chuẩn. Các hệ thống này được gắn hai khẩu pháo vào một bên thân máy bay. Chiếc máy bay này đã có khả năng phóng tên lửa 16x3 inch dưới cánh bên ngoài động cơ. Việc bàn giao Meteo FMK1 được đưa vào trang bị vào ngày 1 tháng 6 năm 1944 với phi đội RAF số 616 đã trở thành nhóm RAF đầu tiên của Anh nhận loại máy bay này. Số lượng gồm 14 chiếc, một số nguồn nêu là 12 chiếc. Chính thức hoạt động vào ngày 12 tháng 7 cùng năm. Những thiên thạch này đã thay thế các máy bay chiến đấu chạy bằng piston Supermarine Spitfire 7 của họ. Meteo bị hạn chế trong việc tác chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai, giống như một giải pháp để tránh mối đe dọa từ bom bay V1 của Đức. Tốc độ của loại bom này đã chứng tỏ sự hoàn hảo trong tác chiến. Meteo đã có một số thành công trong việc đánh chặn những quả bom khủng bố này, mặc dù không thường xuyên như dự định. Một trường hợp như vậy cho thấy Meteo chĩa mũi dùi vào V1 một cách vô hại sau khi khẩu pháo của máy bay bị nhiễu. FMK1 được trang bị động cơ phản lực kép Rolls-Royce W2B23 dòng Welland, sản sinh 1.700 lbf mỗi chiếc, tốc độ tối đa 410 dặm một giờ và trần phục vụ là 34.000 feet. Tốc độ leo cao tuyệt vời là 2.155 feet trên phút, có thể đạt được 30.000 feet trong vòng 9 phút. Cần lưu ý rằng, thiết kế Meteo không phải là không có vấn đề. Không chỉ các phi công thường thiếu kinh nghiệm trong các chuyến bay chạy bằng máy bay phản lực, mà còn do công nghệ thời đó tương đối non trẻ. Giống như hầu hết các máy bay phản lực đầu tiên khác, Meteo có lẽ là để phục vụ một mục đích lớn hơn, như trong việc làm bàn đạp để thúc đẩy công nghệ cho tương lai, hơn là sải cánh chiến đấu trên bầu trời. Tương tự như Lockheed P-80 Shooting Star và Mikojan Gurevich MiG-9. Thưa quý vị, những chiếc máy bay này đã mở ra kỷ nguyên phản lực của nhân loại. Quý vị thấy ấn tượng với chiếc máy bay nào nhất? Hãy chia sẻ ý kiến và góp ý ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!